Đây mọi người nhá, ở đây là có đây là cái cáp quang này và nó có cách để nối, tức là sẽ dùng cái dẹp quang. Không phải như kiểu kiểu dây điện mà chỉ việc nối lại với nhau như này là xong thôi. Nhiều khách hàng khi bị đứt ấy thì họ nối ba cái sợi thép lại với nhau như này này. À, ba cái sợi thép như này. Thì cái ba cái sợi thép này thì nó chỉ có tác dụng là cái giữ cái dây cáp này thôi. Còn cái sợi nó là cái sợi cáp thủy tinh ở bên trong này này. Đây là cái hai cái đầu cáp này. Đấy, thì để mà nối thì đầu tiên mọi người cắt cái dây cường lực này như này. Cắt cái dây cường lực. Đây là cái diệp quang của Viettel cung cấp này. Ở trong này nó sẽ có cái đây, nó cái này dùng để nối này. Đấy. Đây, đầu tiên mình sẽ cho cái này vào chơi. Đó. Xong rồi tiếp theo mình cho cái chuôi của nó vào. Xong rồi mọi người sẽ phải dùng kìm xong tách cái dây cáp này ra này. Ở trong này nó sẽ có lộn sợi quang đấy. Ở trên cái bao bì này nó có hướng dẫn này này. Thứ nhất là cái điểm mà tuốt cáp là 31 mm này. Xong cái điểm điểm cái từ cái chuốt này đến cái sợi cáp quang là 10 mm thì mình sẽ ướp thôi. Kiểu như em quen rồi thì em có thể ấy, có thể thì không cần ướm. Tuy nhiên nếu anh em là chưa chưa cách biết cách ướm ấy thì mình đặt luôn vào đây này, đặt cáp quang vào đây. Dùng cái đầu này. Đây mình chuốt đây này. Đây. Đây nó còn dài một tí. Đấy. Như vậy là đã ok rồi này. Đó. Đầu bên này mình cũng tuốt ra như vậy. Cắt hết cái dây cường lực của nó đi. Xong lại đo bằng cái dây bên này thôi. Thì cái đầu bên này thì mình để cho dài hơn một tí. Dài hơn một tí so với cái bên kia. Tiếp theo mình dùng cái dao cắt này để cắt cái sợi cáp quang. Cái dao này nó dao kém cho nên khó cắt. Sau khi cắt xong rồi ấy, thì mọi người sẽ cho đây, nó mình sẽ đưa cái dây cáp này vào đây. Đây ạ. Đây mình đã cắt xong rồi. Sẽ đưa một cái đầu vào trước. Xong rồi mình sẽ vặn cái chuôi nó vào. Mọi người nên vặn hờ hờ thôi nhé. Mình sẽ thực hiện cắt nốt cái này. Hôm nay cắt nó bị hỏng. Đo lại này. Để được dài quá. Ok. Khi mà đã cắt được xong ấy thì mọi người chọc thêm cái dây này à, cho cái chuôi này vào đấy ạ.
Xong rồi mọi người sẽ cho cái đầu cáp tiếp theo vào. Mọi người ướm ở trước này. Ở đây là đang bị thiếu, cho nên là chưa đầy cái cáp lên. Cắt thêm nữa này. Đấy, khi nào mà cái đầu cáp bên này nó kênh lên ấy thì là ok. Thì mọi người sẽ xoáy nó vào. Đấy, mọi người vặn nó vào. Vặn nó vào xong rồi thì mình sẽ lấy cái dao dọc giấy này, mình sẽ chọc cái này xuống. Chọc cái này xuống. Xong mình sẽ vặn cái này vào thôi. Ở đây thì mình chưa thử được, với một số anh em thì chưa quen bấm ấy, thì mình sẽ đặt cái này lại. Mình để xong rồi tí nữa mình quay lại để mình để kiểm tra xem nó có tín hiệu không. Tạm thời mình sẽ để nó gọn lại nhá. Nếu mà nó tí nữa mà chạy vào nhà khách hàng mà nó ok rồi ấy thì mình sẽ thực hiện cái tiếp theo là quấn cái giấy bạc này vào này. Xong rồi đặt cái ống nhựa này vào này. Xong dùng cái cao su non ở đây. Mình bịt hai cái đầu nó vào là ok. Đây, ở đây mình sẽ tạm thời mình cất ở đây đây đã. Chờ sử dụng. Để tí nữa khi nào mà có tín hiệu rồi mình sẽ quay lại, mình sẽ ấy sau. Để tránh cái trường hợp mà mà mình cho vào rồi ấy mà nó lại mình làm thực hiện nó bị sai. Vì nó không thông tín hiệu ấy. Bây giờ mình sẽ cho nó gọn vào. Xong mình chạy về nhà khách hàng mình kiểm tra xem cái đường dây nó đã ok chưa. Nó có tín hiệu hay chưa. Nếu mà điểm nối cáp quang thì mình chỉ cần thực hiện như thế, xong mình check ở trên hệ thống xem nó có tín hiệu. Nếu mà tín hiệu nó ok rồi thì mình là ok thì mình sẽ rút quân thôi, thế cho vào luôn. Xong lấy cái bật lửa mình khò nó lại thôi. Còn ở đây em chưa, cái đầu bên ở bên nhà em chưa làm cho nên là em chưa khẳng định được là nó có tín hiệu hay không, cho nên em sẽ phải chờ như vậy để tí nữa quay ra đi. Không lại giống một số cái trường hợp cắm vào nhưng mà nó vô tình nó lại gãy mất cái sợi cáp quang ở trong đấy, thành ra lúc đấy mình đã đưa vào rồi, mình đã khò bằng cái bật lửa rồi, xong lại phải tháo ra. Đấy, lúc nãy em vừa về mấy cái kiểm tra lại cái tín hiệu thì tín hiệu là âm 21, quá chuẩn luôn rồi, bởi vì ở trên hộp đấy là 19. Bây giờ em sẽ đi ấy lại thôi, đi hàn xì hàn nối lại. Đây mọi người nha, đây nó có cái lớp bọc ấy này, lớp bọc giấy bạc. Đây, cái này mọi người không nên khò nó lâu nhé. Khò lâu quá thì nó trong này nó bị cháy mất đấy. Mình chỉ khò như này thôi. Xong rồi lấy cao su non bịt hai cái đầu này vào này. Ok, như vậy là ok rồi. Bây giờ quấn dây lại rồi.